Tại sao huấn luyện viên Park Hang-seo có thể phản biện huấn luyện viên Shin Tae-yong còn huấn luyện viên Chu Xie thì chưa thể? Huấn luyện viên Shin Tae-yong từng so sánh bóng đá Indonesia với Việt Nam, đồng thời tự tin nói rằng Indonesia đang phát triển tốt hơn. Đó là phát ngôn khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam không hài lòng. Tuy nhiên, hiện tại, để cãi lời huấn luyện viên Shin Tae-yong thì quả thật rất khó. Khi đội tuyển Indonesia hòa Việt Nam ở trận bán kết lượt đi, huấn luyện viên Shin Tae-yong nói Indonesia ngang bằng Việt Nam. Sau đó, huấn luyện viên Park đã phản bác lại lời huấn luyện viên Shin trước trận lượt về rằng nếu ngày mai tôi thua, tôi xin thừa nhận sòng phẳng. Nếu ngày mai tôi thắng thì đừng nói về điều này nữa. Nói được làm được là những gì người hâm mộ bóng đá Việt Nam thấy ở huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông đã giúp tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia với tỷ số 2-0 ở trận bán kết lượt về. Tất nhiên, mọi tranh cãi về tuyển Việt Nam và Indonesia ai mạnh, ai yếu đã chấm dứt, bởi lẽ người hâm mộ tự đánh giá khi nhìn vào kết quả. Sau đó, huấn luyện viên Shin Tae-yong phải thừa nhận và chúc mừng đến tuyển Việt Nam, chúc mừng Việt Nam tiếp tục giữ thành tích sạch lưới từ đầu giải. Trận này, Việt Nam thi đấu tốt, họ thật sự là đội tuyển mạnh. Hiện tại, huấn luyện viên Shin Tae-yong vẫn dẫn dắt tuyển Indonesia nhưng ông đã thực sự tự tin tuyên bố Indonesia mạnh hơn Việt Nam. Tuyên bố đó hoàn toàn thuyết phục bởi vì Indonesia đã thắng Việt Nam từ SEA Games 32 đến ASEAN Cup 2023. Khác với huấn luyện viên Park, người kế nhiệm là huấn luyện viên Chu Xie không thể phản biện, ít nhất là trước thời điểm đội tuyển Việt Nam gặp Indonesia vào tháng 3 tới.